Bình thường thì có hai đội nón này không? Dạ có. Ngày nào cũng đổi hả? À. Hôm nay đổi cái nón này thì các bạn nhiều khi nhìn thì không thấy mặt rõ. Nhìn cái phèo này là các bạn thấy là cực kỳ chất lượng luôn, phèo to, dày. Tôm ngon hả? Tôm thì tôm tươi. Đó, có trứng cút, bò, gân nạm. Rồi nhìn cái nồi bò kho rất là chất lượng nha các bạn. Phải nói là Hiền cực kỳ giỏi là các bạn ạ, mới 18 tuổi thôi. Nhưng mà phụ mẹ bán vịt từ năm 10 tuổi này. Bây giờ là bán các cái món này là cũng được một vài năm rồi. Đấy, hai tô. Những cái tô như này là đều đồng giá 35 hết nha các bạn. Thái đường đây, thái đường đây, ba tô ấy nha. Được đúng không? Chắc nha. Còn tô nữa. Rồi nón nó cho khỏi nắng. Rồi, mời okay. Các bạn nha. Vô. Có thêm lý do để quay lại quán Tiền rồi. Ngon. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú các bạn. Không biết là các bạn có quen với con đường này không? Bây giờ đang là gần 9 giờ sáng ở Sài Gòn các bạn ạ. Và mình đang quay trở lại đây để thăm bé Hiền, 18 tuổi. Mà cách đây khoảng một tuần mình có khám phá ra cái tiệm cháo gói vịt của nhà bé Hiền. Phải nói rất là ngon và đặc biệt là bé Hiền cũng rất là dễ thương nữa. Thì có rất nhiều bạn sau khi xem xong clip đó thì nhà bạn Hiền có chia sẻ là buổi sáng nhà bạn Hiền còn bán hủ tiếu rồi bún bò, nhiều món lắm các bạn ạ. Thì nhiều bạn cũng muốn là mình tới buổi sáng xem là nó ngon hay không. Nên là sáng ngày hôm nay mình và Diễm đã ghé đây để cùng với tất các bạn thăm bé Hiền xem là tình hình buôn bán như nào. Và đặc biệt là mình xem buổi sáng nhà bé là bán những cái món ngon nó hương vị như nào nha bạn. Chào bạn Diễm nha. Xin chào các bạn, đây là chiều lòng các bạn đây nha. Thì tụi mình ít khi quay buổi sáng này vì đôi khi là buổi sáng nó cũng có những cái việc riêng rồi. Nói chung là buổi sáng rất là ít khi đi quay. Nhưng mà ngày hôm nay là vì nhiều bạn yêu cầu nên là mình sẽ quay cho đây buổi sáng để thứ nhất là đi ăn sáng và thăm lại nhà bé Hiền xem là nhà bé Hiền buổi sáng bán cái gì nha. Bạn Diễm có thấy là sáng nay mình đi qua khu chợ trước nhà bé Hiền phải nói là cực kỳ đông vui nhộn nhịp không? Bán nhiều món ngon và đặc sản miền Tây rất là nhiều trái cây các bạn, nhiều lắm. Đường này cũng là một con đường chợ dọc này. Đây là thôi mình thấy là cái không khí buổi sáng rất là sôi nổi mọi người, cho nên là mình sẽ đi vào trong này xem là hỏi thăm Hiền. Mình thấy là Hiền đang bán cho khách rất là nhiều nè. Rồi bây giờ mình vào mình thăm Hiền đi. Mà xíu nữa mình ra mình mua cam nè các bạn, 13.000 ký à. Còn đây là quán nhà bé Hiền nha. Các bạn thấy là cái biển Thu Hiền là chắc là tên bé Hiền luôn đấy. Và buổi chiều là bán vịt thì cái biển cháo gói vịt sẽ đem ra thay vào cái biển bún bò, hủ tiếu, bò kho, bún mọc này. Đó, còn đây là bé Hiền. Xin chào Hiền. Chào em. Mấy hôm nay bán được không em? Dạ cũng được anh ơi. Sáng là mình bán những cái món này là ở đây là có bò kho, dạ. Cái kia hủ tiếu. Dạ. Mà anh thấy trên biển ghi nhiều hơn là có bán đầy đủ hết không em? Dạ đầy đủ hết em. Mấy hôm nay mọi người tới ủng hộ vịt nhiều không? Dạ cũng nhiều. Đây là mình đang làm cái tô gì đây? Dạ bún bò. Bún bò. Vâng. Một tô bún bò nhà mình bán bao nhiêu? Dạ 30 anh. 30.000. Tô đặc biệt là bao nhiêu Hiền? Dạ 4 hoặc 50 anh. 4 hoặc 50. Đấy. Hôm nay Hiền mặc nguyên một cái bộ đen luôn các bạn ạ. Đội nó lá rất là truyền thống. Ôi nhìn cái bò này là mình thấy thịt bò ngon này các bạn ơi. Bò rất là tươi này. Sáng là mình bán từ mấy giờ Hiền? Dạ từ 6 giờ là có rồi anh. 6 giờ có. Là em có chuẩn bị cùng với bố mẹ hay không hay là bố mẹ chuẩn bị rồi em ra bán? À. 7 giờ em mới ra. 7 giờ em ra. Còn bố mẹ chuẩn bị từ mấy giờ? Dạ từ 4 giờ sáng anh. 4 giờ là chuẩn bị. Dạ. Đây là tô 35 đó. Tô 35 đây ha. Ồ cái nồi nước lèo uốn bò thì ngon quá, có mấy trái thơm nguyên luôn. Dạ. Đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy nấu nước lèo mà có cắt cả nửa trái thơm vào. Dạ. Thường là miếng miếng hoặc như nào đó. Dạ, nhà bé Hiền phải nói là nấu cũng rất là đặc biệt các bạn. Đây này. Cũng nhà trồng được. Chắc ở đây gần chợ nên là mình mua đồ nó cũng dễ đúng không? Dạ. Thế là bỏ nguyên nửa trái vào các bạn ạ. Mùi thơm nha. Hai tô, 35.000 một tô. Nhìn cái phèo này là các bạn thấy là cực kỳ chất lượng luôn, phèo to, dày. Tôm ngon hả? Tôm thì tôm tươi.
Đó, có trứng cút, bò, gân nạm. Đấy, bò viên cũng rất là bự này, rồi nguyên một cái tảng thịt bò này. Vẫn là cái không gian mà buổi chiều bán cháo gói vịt. Nhiều món rồi đấy chị ạ. Đây, đây là món bò kho ha. Dạ. Một phần là bao nhiêu tiền chị? Dạ, một phần là 30. 30. Thì muốn ăn 30, 50 cũng được các bạn ạ. Rồi, nhìn cái nồi bò kho rất là chất lượng nha các bạn. Chắc là buổi tối mới hầm kỹ chứ nhờ. Mất thời gian hầm xương. Xương buổi tối 90 giờ xương xong. Vậy là coi như là nhà mình là gần như không có thời gian để nghỉ luôn. Nghỉ có mấy tiếng này. Nghỉ có mấy tiếng một ngày thôi. Mà buổi chiều đã bán cái món cháo gói vịt là cũng mấy chục con rồi. Bây giờ anh làm vịt. Bây giờ là anh đang làm vịt đằng sau. Đến mấy giờ là mình dọn bán cháo gói vịt chị nhỉ? 2 giờ. Đó. Còn cái món này là bán từ 2 giờ, từ sáng. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Không nhận là chịu khó và Diễm ha. Chị nói là tại vì mặt bằng này là mặt bằng thuê và chị phải tận dụng hết mọi thời gian để có thể bán hàng. Nhưng mà Diễm cũng vẫn hay nói là nhiều khi là người ta bán nhiều món quá thì người ta không có cái sự chỉnh chu trong từng món ăn. Nhưng mà các bạn thấy không, ở đây bày mình rất thấy cái nào rồi, cái này là đồ rất là chất lượng luôn. Đúng rồi. Ở đây có cả xí quách như này. Khách là vào lai dai hiền ha. Yeah. Sáng này đông. Sáng sớm là đông hơn. Sáng là ăn được nào. Dạ. Kiểu như là mấy cô chú bán chợ sáng vào ăn. Ồ, cái này là ăn hai thanh chả luôn. Yeah. Ồ, hấp dẫn nhỉ. Cái món này là bún mọc à? Tí nữa của anh là em cho nhà mình có món gì là mỗi thứ một tô nha. Dạ. Yeah. Tô này là bao nhiêu tiền Hiền? Dạ 30 anh. 30 ngàn? Dạ. Cực kỳ hợp lý nha các bạn. Bạn Diễm thấy Hiền giỏi không? Mà dễ thương, kiểu là Hiền không có nói nhiều nhưng mà kiểu dễ thương, nói những cười mọi người ạ. Mà tại vì đội đón lá hôm nay đội hơi đáng nhìn không kỹ nhưng mà Diễm cứ nhìn là cười thôi. Dễ thương ghê luôn. À, hủ tiếu này là anh làm, hủ tiếu khô. Hiền là chưa làm được hủ tiếu khô à? Dạ em làm được. À. Nhưng mà anh này là chuyên này. À, anh làm thấy ngon hơn. Hiền là giống như kiểu đang học làm hủ tiếu khô hơn các bạn. À, hai tô này là cái tô hủ tiếu khô này là bao nhiêu đây? Tô này 35 ngàn. 35 ngàn luôn ha. Ồ. Thì rất là hấp dẫn nha các bạn. À, bây giờ Hiền làm cho anh mỗi thứ một tô luôn nha. Quán mình có món gì là mình ăn thử hết các bạn ạ. Đấy, bây giờ là mình làm món gì trước? Em làm bún bò trước. Bún bò trước. Mấy cái món này là Hiền đã bắt đầu phụ bố mẹ từ mấy năm rồi? Cái này thì mới bán. Mới bán đúng không? Có cháo gói vịt là từ năm 10 tuổi các bạn ạ. Còn cái này là mới bán. Đây là món khô đi anh. Dạ. Đây. Đây là bún mọc và bún bò. Tất cả các món đây là đều đồng giá 35 hết ha Hiền ha. 30. 30. Lâu lâu có người ăn 35 thôi. À, lâu lâu mới có người ăn 35, chủ yếu là ăn 30. Vậy là cái tô 30 là tô thấp nhất bình dân ở đây các bạn. Đó. Hôm nay Hiền đội cái nón này là các bạn nhìn không rõ mặt đấy. Bây giờ mọi người tới ăn cháo gói vịt có hỏi thăm trò chuyện với Hiền nhiều không? Dạ có anh. À. Rồi mọi người có gọi để Hiền đi giao không? Dạ có. Có luôn.
Tại vì bây giờ cái số điện thoại mà đặt hàng của quán nhà Hiền các bạn là Hiền cầm cái số điện thoại ấy luôn, các bạn gọi là sẽ gặp Hiền. Thì cái tên quán cũng là Thu Hiền là tên bé luôn đúng không chị? À. À, tô này là bao nhiêu đây Hiền? Dạ 30. 30 là có làm thêm nha, nhưng mà thấy nhiều thế. Dạ không, em làm bình thường. Ấy. Bình thường đúng không? À. Tại vì mình nhìn thấy nhiều đồ lắm các bạn ạ. Hôm nay làm có quay có run tay không? Dạ không anh. À, quen rồi đúng không? Dạ. Hôm bữa là mới lần đầu gặp là chặt vịt còn run lắm các bạn. Hơi lạ lắm chút. Hơi lạ lắm, hôm nay được quen rồi. À. Hấp dẫn ha. Món bún mọc ha. Bún mọc gần hết luôn rồi. Gần hết luôn rồi. Phải nói là Hiền cực kỳ giỏi là các bạn ạ. Mới 18 tuổi thôi, nhưng mà phụ mẹ bán vịt từ năm 10 tuổi này. Bây giờ là bán các cái món này là cũng được một vài năm rồi. Đấy, hai tô. Những cái tô như này là đều đồng giá 35 hết nha các bạn. Các bạn có thể ăn tô rẻ hơn một chút, 30. Cái này là tô khô hả anh? Dạ, đúng rồi. À. Bình thường Hiền có hai đội nón này không? Dạ có. Ngày nào cũng đổi hả? À. Hôm nay đổi cái nón này thì các bạn nhiều khi nhìn thì không thấy mặt rõ. Đấy, rau giá đầy đủ nhé bạn. Đây. Anh chị ngồi đâu? Đây, mình ngồi các bạn bên kia. Này chắc là của em luôn hả? À, tô nước. À, tức là làm cả khô cả nước luôn. Đây là cái nồi bò kho này, bán hết nửa nồi rồi ha. Yeah. Giờ này là cũng gần hết rồi. Nhìn cái nước sốt bò kho rất là hấp dẫn các bạn, nó sệt sệt chứ nó không có bị loãng. Bạn có tiệc tùng gì á mà cần cái món này này, có thể là gọi cho Hiền để đặt nhà Hiền nấu các bạn ơi. Mình nhìn rất là chất lượng luôn. Đặt tiêu rồi hả? Mà quán nhà mình là lấy tên Thu Hiền tên em á, là đặt tên lâu chưa? Là đó giờ luôn hả? Ồ. Đây là nước tô hủ tiếu khô nha các bạn. Ok ha. Đấy. Cảm ơn Hiền. Cảm ơn Hiền nhiều nha, dễ thương quá. Đấy các bạn nhìn này. Ở đây là hình như là đã đầy đủ tất cả các món nhà bạn Hiền bán rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn xem là những món gì nha. Đầu tiên đó là món bún mọc. Đấy. Tiếp theo là món hủ tiếu xí quách luôn nha các bạn. Đây là tô nước và 35.000 nhé các bạn một tô như này. À, đây là một tô bún bò cũng 35 luôn. Và đây là một tô hủ tiếu khô 35. Bò kho là 35 luôn đúng không chị? À, đây là một cái tô, riêng cái tô bò kho này là 30.000. Và tất cả các món còn lại các bạn cũng đều có thể gọi tô 30 luôn nha các bạn. Bây giờ bạn Diễm sẽ ăn món nào trước bạn Diễm? Mình sẽ thử món bò kho trước cho mọi người. Đây, tô này là
30.000 chứ không phải là 35 đâu. Thì mình sẽ coi tô bò kho 30.000 có gì nha. Đây, hành này kia, cà rốt, ô nhiều bò quá hả? 30.000 đó mọi người ạ. Mình có hỏi Hiền rồi là có cho thêm mình cái gì không mà nhìn nhiều thế, nhưng mà tất cả các món đều làm bình thường nha các bạn. Rồi. Các bạn tới ăn là cũng y như này thôi. Giá quá hợp lý luôn á. Thì nhà Hiền có nói là ở đây khu này cũng là bình dân đó, nên là mọi thứ làm nó cũng giá hợp lý và nó nhiều hơn là các cái chỗ mặt bằng khác một chút. Có nơi thì họ sẽ cho cái màu điều nó, nói chung là màu nó sẽ vàng đậm hơn. Còn ở đây thì mình thấy màu rất là nhạt nha, nhưng mà sệt. Đây mà được cái là nhiều bò là ưng rồi. Và cái nước nó sệt. Đây là sẽ ngoài bò kho ra thì mình sẽ còn một ổ bánh mì nữa. Đây, sẽ bánh mì ra. Mọi người có thể lựa chọn là hủ tiếu bò kho cũng được. Tí nữa chắc là mình sẽ mua cái món bò kho này mang về nhà để trưa nay nhà mình ăn cơm các bạn ạ. Nhìn hấp dẫn quá. Đây. Diễm xin lâu lâu thi thoảng mời mọi người dùng bữa sáng của Diễm nha. Bình thường là mời ăn chiều với ăn tối thôi. Đây mình sẽ ăn thử miếng bò xem sao. Mời cả nhà nha. Như này mình nghĩ là đủ sức để làm việc tới trưa luôn đó ha. Hương vị thơm ngon thật. Vừa bánh mì vừa bò các bạn. Và cái món này bản thân nó, mình nghĩ nó là một cái món nhiều dinh dưỡng các bạn ạ. Đây để mình thử một miếng luôn nha các bạn. Không có đi là nó nguội đi là nó cũng mất ngon đi. Rồi, mời các bạn nha. Vô. Có thêm lý do để quay lại quán tiền rồi. Ngon. Rất ngon. Cái hương vị bò kho á, nó thơm, nó đậm đà. Nó không phải là quá béo các bạn. Khoảng qua cái vị béo mà. Đúng rồi. Cái vị béo của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó thơm và nó đậm đà, bò thì rất là mềm ngon. Cái món này chấm bánh mì tuyệt vời đúng không bạn ạ? Đây. Mình xin miếng đi nha. Ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ăn món gì bà Diễm? Mình thấy cái món bún mọc rất là hấp dẫn mà cái bún nó đang nở này, chắc là mình ăn cái món bún mọc ha. 35.000. Bà Diễm thấy 35.000 một tô này, có huyết, có chả này, đặc biệt là nhiều mọc, hai miếng chả luôn nha. Có thịt không? À thịt băm này phải không? À đúng rồi, thịt băm. Đây. Đều lên rất ha. Rất là nhiều bún luôn nha. Bún mọc này là ăn no luôn đó các bạn. Tại vì một tô rất là nhiều. Bún mọc thì có mọc, có huyết, có thịt băm, không có sườn, không có thịt lát cho mọi người. Đó, em sẽ thử luôn miếng nước nè. Cái cách nấu bún mọc của nhà Hiền thì cũng hơi khác một chút so với các cái quán bún mọc mà mình hay ăn. Tấp biên thì khác nha, nhưng mà cái hương vị á, được cái là mình khá là ưng cái vị nước lèo của chị nấu á, nó ngon. Mà Hiền đang làm bún bò. Tất bật luôn, lúc mà tụi mình mới tới thì Hiền mới đi giao hàng về mọi người. Cái này mọi người không phải nêm gì đâu, chỉ phải để ăn nguyên bản cho bày ngon nè. Bà Diễm thử cái mọc xem. Đây là mọc nè. Mà béo, không có bị cứng. Không chỉ là pha cứng đó mọi người. Một miếng mọc xem nha. Mọc béo lắm. Cái bún mọc này thì mọc rất là quan trọng các bạn ạ. Xem như nào. Xin bạn Diễm một viên mọc nha. Mời các bạn nha. Quá trời bún luôn. Đúng như bạn Diễm nói á, mọc thơm, mềm và đặc biệt là mình ăn vào là mình cảm nhận được cái vị béo ngay.
nếu mà nói công bằng mà ra thì thích một tô bún mọc, nó có sườn, có chả, nói chung là theo cái phong cách mình hay ăn, mình hay review á. Còn cái này thì chị lại nấu theo cái hương vị khác, nhưng mà nước lèo là chất lượng nha, và mọc luôn rất là ngon. Ngon ha. Bạn Diễn thử cây chả với miếng huyết xem. Mọc đây có đậu hũ nha mọi người. Làm miếng đậu hũ trước đã. Cái cách nấu thì có thể là nó biến tấu một chút so với các cái quán mà mình hay ăn ha. Mình đoán là cái vị mọc sẽ hơi giống cái vị chả này này, tại vì chả này, chả cây này nó hay có béo á. Chả gân à? Thật mà. Nhưng mà cái mọc nó mềm, nó béo hơn luôn á. Béo hơn cái chả này nè. Tức là mọc sẽ ngon hơn cái chả. Đúng rồi. Hôm nay sẽ là một thử thách cho bạn Diễm nha. Mỗi tô bạn Diễm sẽ thử một chút. Đấy. Còn lại là để mình xử lý cho. À. Tô bún mọc này theo bạn Diễm là đánh giá là hương vị như thế nào? Diễm trong đây thì mình đánh giá cao về cái phần nước lèo với lại cái phần phần mọc. Còn thử thì xin lỗi chị, chỉ thiếu sườn non thôi, nhưng mà có hai yếu tố quan trọng, một là nước lèo ngon, hai là mọc ngon, vậy là quá ok rồi. Đây là hủ tiếu khô này, đây là hủ tiếu nước này, thì nói chung nó đều là hủ tiếu hết, thì bạn Diễm sẽ thử sơ qua xem hương vị như nào. À, ở đây có sợi phở đó mọi người ạ. À. Gọi là sợi hủ tiếu mềm bạn Diễm. À. Đây. Cái sợi hủ tiếu mềm nó khi mình trộn nó sẽ nát ra đúng không? Hơi nát tại vì nãy giờ mình để nó hơi bị đóng, nó dính dính lại đúng đây. Rồi lẽ ra trộn là ăn luôn các bạn ạ, nhưng mà mình để thì nó sẽ bị dính lại, và mình khi mình trộn như này nó sẽ nát ra, là do mình thấy các bạn ơi. Tại vì kêu quá nhiều món, người ta chỉ kêu một tô ra thôi. Tô này thì Diễm không biết, không nhớ, hình như là 30 hay 35 gì đó, nhưng 35. Mà Diễm thấy là có hai con tôm nè, tôm rồi thịt cắt sợ cắt lát nè, rồi trứng cút nè, rồi tim bầm đó. Đây. Hai con tôm nha. Hai con tôm. Còn một con tôm bên dưới. Quá đó. Trời đây. Tôm là chắc chắn là tôm tươi nha các bạn. Đây các bạn mọi người xem màu này. Thơm lắm. Bạn Diễm có cần tỏi hay là sa tế gì không? À. Ở đây thì có đầy đủ, chỉ có cho rau này kia vô nữa. Nhưng mà nãy giờ là quá nhiều món làm mình bản thân mình cũng bị hoa mắt luôn mọi người ạ. Không còn chú ý tới gia vị nữa. Đúng rồi. Cũng ít khi mà mình review nó nhiều món như này các bạn ạ, nên là mình cũng hơi sơ sài một xíu, chưa có được đầy đủ cặn kẽ. Cái hôm nay quan trọng nhất mà tụi mình muốn là cùng với mọi người trải nghiệm chi tiết xem là ở đây có những cái món gì, và quay cụ thể cho mọi người xem, để mà nhiều khi là mọi người bảo là không biết buổi sáng thì ăn gì mà mình đã gần cái khu vực này á, thì mình có thể lựa chọn đến đây để thử xem là có hợp với khẩu vị của mọi người không nha. Cho một xíu tương ớt này kia vào là cái sợi nó sệt sệt, nó bốc bẫy luôn. Mời cả nhà nha. À, hay em chào anh. Ăn vừa làm vịt xong mới sao á. Đúng rồi. Nhìn bằng mắt thường thôi là mình đã cảm nhận được rồi các bạn ạ. Thật ngọt. Chắc. Bạn thấy đã không? Bạn nhụm hoang không? À, bạn Diễm ăn đi. À, tí nữa mình sẽ ăn cái tô bún bò này nha các bạn. Tô bún bò này sẽ là tô của mình. Tí nữa mình ăn thêm bò kho nữa. À, nhưng mà nhìn vào cái hũ gia vị các bạn, thì mình để ý là còn có mắm tôm nữa, rồi giấm tiêu. Thì cái mắm tôm để ăn cái món bún mọc của bạn Diễm, để mình chấm mọc. Mình thấy nó hơi sơ cứng trong một xíu trong cái đồ chấm. Nhưng mà cái tô này lại còn có một cái tô nước lèo nữa nè. Đúng rồi. Tô nước lèo này là gọi thêm đó nha các bạn. Bình thường là cái này này, nó sẽ ở trong tô nước lèo như này này. À. Tức là đồ ở trong tô hủ tiếu này là gọi thêm hay sao á? Bạn có
nãy thì mình cứ để Hiền làm tự nhiên. Như là trong những phút bối rối như là mình thấy mang 5 tô nước lèo nữa, chắc là được gần khuyến mãi thêm quá. Đây, cái nước lèo là trong trong veo luôn nha. Cảm thấy nó béo béo ha. Sạch quán các bạn ạ. Là đúng dùng từ ăn sạch khoán hiền luôn á. Chị bảo là em ơi mang ở từng món hay sao, không mang hết rồi chị, em không mang hết, em ăn hết nhưng mà phải thử. Tại vì hôm nay mình tới để cùng với tất cả bạn là khám phá quán ăn sáng nhà bé Hiền mà. Buổi chiều bán vịt thì chỉ có một món thôi, mình khá là dễ quay. Mà sáng mà nhiều món như này thì phải nói là hơi vất vả cho mình bạn Diễm, đặc biệt là bạn Diễm nãy giờ ăn hình như là không phải 3 món này ha. Mà như nên là nhưng mà hương vị với cái giá này rất là ok. Diễm vừa ăn xong một tô chín khô và bên cạnh Diễm đang là một tô hủ tiếu nước xíu ít thì chắc là Diễm cũng sẽ thử luôn xem thế nào nha. Tỏi này chắc để là ăn hủ tiếu hay là phở này kia là mọi người hay cho cái phần tỏi ngâm này vô luôn. Rất là thơm nha. Nhà làm luôn á, nhà bào á. Đây, còn đây là một cái tô hủ tiếu xíu ít. Đó. Ở đây có tôm này, rồi có tim này. Rồi thịt bằm. Rồi đây là một cục siêu quách siêu to khổng lồ. Tổng cộng là 35 ngàn nha các bạn. Quá rẻ. Các bạn thông cảm một xíu là nãy giờ mình ăn lần lượt từng món đây, là đặc biệt là cái hủ tiếu mềm này. Để một xíu mình trộn lên là nó nát ra ngay à. Chứ còn bình thường là nó có sợi, khi mà vừa đem ra các bạn ăn luôn là sợi đẹp lắm. Bình thường nó rất đẹp. Chứ qua bàn tay Diễm thì nó mới xấu luôn. Đấy, khách vào mua về đấy kìa. Phải nói là Hiền rất là giỏi bạn Diễm ha. Ngay cả tên của bạn Hiền cũng được bố mẹ đặt ngay từ đầu cho tên quán luôn rồi, chứ không có lấy tên của bất kỳ ai mà là tên của bạn Hiền luôn. Thu Hiền, tên rất là đẹp. Dễ thương. Cảm giác mình tiếp xúc mình cảm thấy rất là mến, tại vì kiểu duyên duyên mà nhẹ nhàng em mọi người. Đây. Chỉ quay chất lượng ha. Quá là nhiều thịt luôn này, cho mọi người xem này. Chắc review quán nhà bé Hiền xong hôm nay bạn Diễm nhịn tới tối luôn đó. Không thể ăn trưa, không ăn xế được nữa các bạn ạ. Miếng này quá trời thịt, cho một miếng thịt là cứ thử luôn. Nhưng mà nãy giờ khi mà ăn cả hủ tiếu khô, cả hủ tiếu nước rồi và những cái món khác rồi thì bạn Diễm đánh giá thứ nhất là về món hủ tiếu, thứ hai là những món khác thì tổng kết chung là hương vị như nào? Nãy giờ chị mang mà thật sự luôn cái món đầu tiên mình ăn là mình ấn tượng luôn là cái món phở kho. Còn so với hủ tiếu khô, hủ tiếu nước thì hủ tiếu nước hơn. Nhưng mà nhìn chung về cái cách làm thì với cái giá cả này nè và về cái chất lượng thì mình thấy là hài lòng, cực kỳ. Theo mình cảm nhận nãy giờ mình cũng được ăn sơ qua thì gần như là nó đều có hương vị ngang ngang nhau một chút, nhưng mà đặc biệt nhất thì vẫn là cái món bò kho. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn cái tô bún bò của mình nhé các bạn. Đây là tô bún bò 35 ngàn nha các bạn. Thì trong này hai cây chả luôn. Tuy là chả không to nhưng mà được hai cây các bạn ạ. Đấy. Bò viên đấy nha. Đây, bò tái ví dụ như miếng này chín này này. Đó, đây là bò tái nha. Đây là gân. Rất nhiều gân nha các bạn. Đây là nạm. Đó. Ba miếng nạm lớn luôn. Tái cũng nhiều nữa. Phải nói là ở cái khu vực này do là nó không phải là khu vực trung tâm các bạn ạ, nên là mọi thứ bán đều rất là chất lượng, nó nhiều hơn là so với cái giá tiền. Giờ mình trộn đều lên nha. Hôm nay mình sẽ không bắt chanh luôn. Bây giờ mình sẽ thử cái nước lèo nha các bạn, xem là hương vị nước lèo như nào. Mời các bạn nha. Nước lèo khá là đậm đà, khá là ngon nha các bạn. Nó không phải là quá trầm trồ nhưng mà như thế này là ngon rồi các bạn ạ. Giờ mình sẽ ăn liền miếng gân, tại vì mình tò mò xem là gân có mềm hay không. Mời các bạn nha.
Gân giòn, gân này là giòn nhé bạn. Rồi giờ là miếng nạm này. Về hương vị mình nghĩ như này là rất là ổn rồi. Còn đây là một cây chả, mời các bạn nha. Chả mềm thơm. Nhà Hiền thì chuẩn bị rất là nhiều đồ chấm nhưng mà các bạn có thể lựa chọn pha thêm đồ chấm tỏi này, mắm tôm này, hay là tương ớt, nước tương, nước mắm, đầy đủ hết các bạn. Bò tái rất là mềm các bạn, ngọt. Đấy, gân này, ăn miếng gân đấy nha các bạn. Ăn miếng này nữa là mình tập trung mình ăn cho hết, rồi sau mình qua mình trò chuyện với Hiền nhé bạn. Nói chung về hương vị tô bún bò như thế này là ngon các bạn. Cái này là Hiền chuẩn bị sách mang đi này. Chắc là cô chú ở chợ ăn đúng không Hiền? Dạ đúng rồi. Đây là giao lại cho các cô chú luôn. Em sách được không? Dạ được ạ. Được luôn. Ôi, ba tô luôn. Dạ. Giỏi thế. Chắc là cũng hay bê đi cho các cô chú như vậy nên là quen rồi. Dạ, đúng rồi. Ở đây các cô bán ở chợ nhiều mà. Dạ. Đấy, tô khô 35 đây ha. Đấy, khách kêu bò kho. Thấy được không đây, thấy được không đây, ba tô ấy nha. Được đúng không, chắc nha. Còn tô nữa, để đâu được. Cái này để chồng lên cái con chưa. Chắc là để lên cái trên cùng nữa nè. Đấy, theo nó đổ nha. Giỏi quá. Sách đi xa không Hiền? Giỏi quá các bạn ạ. Chắc là mai mốt Hiền cũng là người thay bố mẹ, gọi là khi mà bố mẹ lớn tuổi ấy, ha, là tiếp quản cái quán này luôn, quán Tu Hiền mà. Là bây giờ đã nắm hết được các công thức của bố mẹ làm chưa? Nắm hết rồi. Đấy, để mình xem Hiền sách đi như thế nào nha. Rồi nón lên cho khỏi nắng. Giỏi quá. Đấy, ở đây là hai bên là mọi người bán hàng chợ rất là nhiều các bạn ạ, nên là Hiền cũng hay đi giao cho các cô chú bán hàng ở đây này. Họ ngồi ăn tại chỗ luôn, nhìn rất là dễ thương các bạn ơi. Xe cam này, lúc đầu mình quay clip với các bạn có 13.000 kg à, trái rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Chắc mình mua 5 kg về nhà để uống nước các bạn ơi. Đây này, có 13.000 kg nha các bạn. 13.000 kg đúng không chị? Ồ, cái này là có 10.000 thôi này. Đấy, mình mua cái này về nhà mình vắt mình uống nước thay vì mình uống nước ngọt các bạn ạ. Uống những nước cam này tăng cường sức đề kháng rất là nhiều. Nói chung là cái cam này nó không phải là loại cam loại 1, loại 2, loại 3 đâu, nhưng mà vấn đề là trái cam vẫn rất là ngon, là đẹp, nhưng mà giá lại rẻ nữa, nên là mình mua ủng hộ chị các bạn ạ. Mọi người xem này, vẫn rất đẹp mã nha mọi người. Bây giờ là bạn Diễm có biết là bạn Hiền đang đi đâu không? Hiền đang đi giao bún rồi. Đúng rồi, đi giao mà chưa quay lại. Về này. Đi xa thế? Sao bảo gần mà anh thấy xa lắm đúng không? Hay ở trên kia. Giỏi ghê á. Bạn Diễm lựa 5 kg cam nha. Đấy, vừa bưng bê về bây giờ để lau dọn. Phải nói là các cái món ăn nhà Hiền khá là ngon, đặc biệt là anh thích nhất món bò kho á Hiền. Thì tí nữa em cho anh 10 phần mang về nha. Bây giờ chắc là lấy luôn cho anh đi. Anh em có cần thêm nhân viên phụ không? Có cần thêm nhân viên phụ không? Em đủ rồi.
Có mấy anh xem clip vịt ấy, thì nói là nhà Hiền có cần người phụ hôm qua phụ không công cũng được. Để có cần không? Em cũng biết. Không biết luôn. Ai muốn phụ thì tới thôi. Dạ đúng rồi, ai muốn phụ chứ hỏi cái đường đâu mà trả lời. Ai muốn phụ tới là cũng nhận hết luôn ha. Dạ. Đó, vừa làm vừa lau dọn. Ồ, cái bò này là vừa mới nhúng ra luôn à? Dạ. Đang bốc khói các bạn ạ. Bò kho ngon quá các bạn ạ, nên là mình sẽ mua bò kho mang về nữa. 50 phần hả? Có đủ 10 phần không? Em không biết có đủ, không biết còn. Thường thường là món bò kho mấy giờ sẽ hết Hiền? Dạ tầm 9 giờ, tầm 9 giờ. 9 giờ. Là những cái món này là bố em nấu ha? Dạ. Bố Hiền phải nói là rất là nấu ăn rất là ngon các bạn ạ. Vịt cũng là bố Hiền nấu luôn. Yeah. Xong là hai mẹ con bán. Bây giờ là bố đang làm vịt đằng sau á. Yeah. Là ngày nào cũng mua vịt tươi về bắt đầu là làm. Dạ yeah, đúng rồi. Ở đây thì mình nhắc lại là mình ấn tượng nhất là cái món bò kho. Sau đó là tới cái món hủ tiếu. Đó. Ngoài ra thì có bún mọc và món bún bò nữa các bạn ạ. Cũng khá là ngon. Thì bạn nào thích cái món nào thì mình ăn món đó thôi. Đặc biệt là giá rất là hợp lý. Một tô rất là nhiều nhưng mà 30-35 thôi các bạn ạ. Mấy bữa nay là nhà mình có tăng số lượng vịt lên không Hiền? Dạ em vẫn vậy. Em vẫn vậy mà mình bán hết sớm hơn thôi ha. Dạ. Chứ không có bán số lượng. Dạ. À, nếu mà tăng thêm nữa thì mình mệt, mình không đủ sức làm. Chỉ là mình hết sớm thì mình nghỉ sớm. À, cũng không có tham hơn được gì nhỉ. Tại vì sức khỏe mình có giới hạn mà. Dạ. Cái tô 35 ngàn là mình đã thấy nhiều lắm rồi, nhưng mà có một khách vừa kêu tô đặc biệt. Để mình xem là tô đặc biệt nó còn như thế nào nữa. Mấy cây ha? Dạ hai cây. Hai cây. Đặc biệt thường là có giò nhưng mà giò này có người dặn luôn rồi. À hết giò luôn rồi. Dạ. Còn này nhưng mà người ta mua rồi hả? Dạ. À dặn trước đó các bạn ạ. 12 giờ đi ra phải chị? Thế là bình thường tôi đặc biệt sẽ có giò nhưng mà tôi này không có giò. Dạ. Thì mình thêm cái khác vào ha. Thêm xương, không có giò thì vô xương. Đấy. 50 đây. Yeah. Quá ok luôn á. Để ấp luôn các bạn. Đó, khách thì mình thấy là vào đều các bạn ạ. À, mẹ của Hiền nói là buổi sáng sẽ là đông nhất, bây giờ đang là gần 10 giờ rồi nhưng mà khách vẫn còn vào rất là đông. Mình bán cái này là tới khoảng 12 giờ là hết ha. Dạ. Khoảng 12 giờ hết, vô vị trưa tới 2 giờ là bắt đầu dọn. Mà chắc là em nghỉ thôi chứ bố mẹ vẫn làm nhỉ, còn phải dọn dẹp rồi rửa chén, rửa tô này kia nữa. Dạ. Hiền thì được ưu tiên nghỉ 2 tiếng các bạn. Rồi, của anh là tổng cộng là hết bao nhiêu? Cả bò kho rồi cả mấy món anh gọi nãy giờ nữa. Bạn Diễm thấy sao? Bạn Diễm, bạn Hiền phải nói là cực kỳ giỏi luôn đấy, làm cả ngày luôn. Mình thật là ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao các bạn. Các bạn nói là nãy giờ mình cũng nói rất là nhiều lần, mình ấn tượng là Hiền rất là duyên và rất là siêng năng để phụ gia đình. Đúng như cái tên mà ngay từ lần đầu mình gặp mình cũng nhận xét là cái tên như người các bạn ạ, Hiền, Thu Hiền. Quá hiền. Quá hiền. Ủa chị bao nhiêu tiền em? Nãy giờ ăn là có nhớ để tính tiền không? Có. Hồi nãy còn cả một tô súp nước. Đúng rồi. Nãy em làm hủ tiếu khô cho anh là em làm dư một phần đồ ăn rồi đó. Trong hủ tiếu cũng có tôm thịt trứng và trong cái tô nước cũng có tôm thịt trứng luôn. Làm bối rối quay bối rối về tính thiếu tiền chiều mẹ la cho coi. Ai bao nhiêu tiền? 400 thì gửi 500 cho tròn đi. Đó. Để cho bé Hiền uống trà sữa. Các bạn nếu mà xem clip này có thích yêu quý Hiền á, thì buổi sáng mình tới mình ủng hộ, đặc biệt là món bò kho là mình thích nhất.
và đặc biệt hơn nữa là buổi chiều tới đây ăn cháo gói vịt ngon tuyệt vời các bạn ạ. Nói chung là Hiền kiểu là nói thì là cười cười thôi chứ cũng không có biết nói chuyện nhiều. Nói chung là mình cũng thay mặt cho Hiền với lại là quán thì cảm ơn mọi người đã xem clip và tới đây ủng hộ quán. Thì buổi sáng cũng có rất là nhiều món, buổi chiều thì đặc biệt là có vịt, nên là mọi người thích về buổi nào, thích buổi nào thì tới đó. Nói lúc quan nào trọng. Cũng có đồ ăn món ngon đúng không chị? Em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc Hiền nhiều sức khỏe cũng như là gia đình mình nhiều sức khỏe để tiếp tục buôn bán những món ngon tới mọi người nha. Dạ em cảm ơn chị. Đấy. Thì sau khi xem xong clip của mình nhé, bạn nào mà muốn ăn những cái món ngon nhà bé Hiền thì cứ tới số 273 nhé các bạn. Đây này. 273 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, quán Thu Hiền. Mình xin được phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video hôm nay. Phải nói là ngày hôm nay là ngày buổi sáng rất là vui và rất là thú vị vì tụi mình có được một cái bữa ăn có nhiều món luôn và có thể gợi ý cho mọi người một cái địa điểm để ăn sáng nữa. Và mình thấy rõ hơn Hiền là một cô gái còn rất là trẻ nhưng mà rất là giỏi luôn và một bà chủ tương lai của một tiệm đồ ăn như thế này nha mọi người. 18 tuổi nha các bạn. Nhưng mà bạn đi hôm nay phải nói rất là no đúng không bạn? Đúng rồi, ăn quá trời món rồi mọi người, xong mà đặc biệt là thích bò kho nên là mua một kho mang về. Bò kho để ăn trưa tiếp nữa. Bây giờ thì xin chào mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Chào Hiền nha.